Người đời có câu, cờ bạc người không chơi là người thắng. Nhưng lạ thay, trong bộ môn cờ nhân phẩm thì người người nhà nhà lại đam mê bộ môn nổ hũ hết mùa này sang mùa khác, và coi nó như một phần không thể thiếu. Tiếp tục series phân tích trận đấu thì hôm nay cà phê nhân phẩm sẽ đưa đến cho anh em một trận đấu đạo trích mãn nhãn, gay cấn, giành lấy vị trí top 1 của cô nàng Emily Wang khi chỉ còn 2 máu. Muốn biết chi tiết thế nào thì anh em mình vào việc. Emily lụm về thấy ba cầm nịt, round quái đầu tiên cho thêm cái nịt, tiếp tục đánh quái và nhận về Ramos, Zoe. Round quái thứ 3, thường thì người chơi sẽ bắt về các cặp tướng có khả năng lên 2 sao hoặc liên quan hệ tộc. Ở đây, Emily mua Ezreal để có cơ hội kích đạo trích, mảnh đồ thứ 3 là găng. 2.1, các nâng cấp vàng hiện lên, cô nàng xinh đẹp há hốc mồm vui sướng vì có trái tim đạo trích. Không cần nghĩ nhiều, cô pick ngay vào luôn, có cho mình 4 đạo trích từ rất sớm, quyết định không áp gấp mà sẽ tích 10 vàng để làm kinh tế và tích hụ nhanh hơn. Giáp máu tối ưu cho Vi. Dù layup yếu ớt nhưng đối thủ chọn nhà tài phiệt rồi eco tiền và cũng không lắp đồ nên Emily có free win. 2.2, sức chống chịu đến từ hai vệ quân kết hợp sát thương từ nỏ xét trên người Nila khiến Emily thua nguyên sản. 2.3, có 4 đạo trích khiến cô chủ quan không trách nhà nên ở 2.3 cô lại có thêm một chiến thắng nằm ngoài kế hoạch trước một nhà đạo trích khác. Đi shopping, nhặt về mảnh giáp. Đối thủ tiếp theo là nhà top 1 với 4 quân 2 sao. Đồ đạc họ cũng tối ưu hết rồi nên cũng dễ hiểu khi mà Emily chỉ đét được một con. Hũ một hiện lên với một nịt và 5 vàng. Chả có lý do gì để chọn khi đây mới chỉ là đầu game nên cô sẽ tiếp tục phi vụ. Ezreal lên 2 sao, thêm Blitz và Sivir để kích đấu sĩ và thường dân. Phía bên kia thua Emily một cấp và các quân đều một sao. Chính vì thế người thắng round này là Emily. Dù có đạo trích từ sớm nhưng việc sắp xếp gặp các nhà mạnh yếu xen kẽ thế này làm Emily có chuỗi caro hoàn hảo. Vẫn chưa thấy đồ công nào khi người đá cho một giáp, một váy, một nịt. Sona cũng đã có để kích 5 đạo trích. Giáp lửa và thú tượng được tối ưu nốt cho Vi. Cảm giác Vi với 3 đồ này là tranh đủ rồi, nên thay Blitz bằng Sivir để sát thương đầu ra nhiều hơn. Chạm trán với các kiếm sư, Emily thua 4 chest. Tiếp tục sẽ là bậc vàng ở 3.2, các lựa chọn đều khá xấu. Lắp kính nhắm sẽ phù hợp nếu cô xoay sang Belvet về cuối trận. Nhưng như thế là ép bài, và nếu không roll ra tướng thì rất khó comeback. Huy hiệu thường dân cũng không quá mạnh. Đấu trường hạng ruồi lại càng không vì sẽ không dùng đến các tướng bậc 1, bậc 2 sau khi nổ hũ nên cố quyết định đổi. Các lựa chọn mới là tàng thư bí mật, gia cố hàng thủ và làm nóng. Tàng thư bí mật có thể cống hiến để chơi lớn với 6 đạo trích hoặc ấn xạ kích để chơi Samira chẳng hạn, nhưng còn phụ thuộc vào nhân phẩm nữa. Gia cố hàng thủ bổ sung thêm chống chịu, làm nóng thì cần thời gian để tướng tích sức mạnh ngoài hàng chờ. Cố quyết định phương án an toàn nhất đó là gia cố hàng thủ, sau đấy up 6 và cho Blitz vào sân. Dù dàn harem phía sau của Emily không kết hợp hệ gì tấn công, nhưng nhờ hàng thủ vững vàng đã câu giờ để chúng gây sát thương, từ đấy chiến thắng nhà 4 đắc nhiệm. Hũ 2 có một váy, một kiếm, một nịt. Đồ thủ chiếm 2/3 mà thứ cô cần là đồ công nên tạm thương xuống. Mảnh cung là trang bị tiếp theo cô nhặt ở chợ. Cung xanh được lắp cho Kale. Đối thủ cũng đạo trích nhưng vì bị đẩy màu sâu hơn nên họ đã lên 7 để dẫy. Với 4 quân 4 vàng là Zac, Echo và 2 Belvet để khiến Emily tổn thất 13 máu. Hũ 3 mang về một cuồng đao ánh sáng, một nịt, một gậy và búa rèn. Vẫn chưa đủ chiếu lóng cô nên chúng ta cùng tiếp tục chờ đợi một hũ sâu hơn nữa nhé. Đối thủ lượt này ngang tài ngang sức, cũng hai cái cọc, cũng có sát thương đốt từ giáp lửa và cũng chưa có một carry 4 vàng nào đối biến cả. Nên Emily thua đẹp 2 chest và còn lại 5-3 máu. Vi lên 2 sao, bãi sói chi trả thêm giọt nước cùng rất nhiều tướng đủ để cô bán đi và lên 7 với 50 vàng. Bước sang giai đoạn 4 chấm. Cô vẫn chưa một roll up team mà chỉ đơn giản là thay Sejoni vào vị trí Blitz và thêm con TT. Đối thủ chỉ với 1% tướng 5 vàng cấp 7 mà rùa rùa ra cả Aphelios và Fiddlestick cộng với sát thương từ Samira ba đồ, đấm cô không chừa phát nào. Có hai nâng cấp anh hùng bậc 4 và một bậc 3 ở vòng chọn này. Với layup bây giờ thì cô nhanh chóng pick về liều ăn nhiều của Samira. Với mỗi 10 máu linh thú mất đi, cả team nhận 3.5% tốc đánh. Chúng ta cùng xem thử hũ 4 có gì nhé. Đó là 20 vàng cùng 10 kho báu. Vì lượng máu đã tương đối nguy hiểm rồi nên cô chấp nhận phần quà này. Cô nhặt kho báu, có rất nhiều tướng nhảy ra giúp Sona lên 2, bonus thêm một nịt, một kiếm, một cái đập đồ và một Nico. Cô áp thẳng lên 8 cho Samira vào kích 6 đạo trích, Vayne thay Yasuo để vừa có đặc nhiệm vừa có song đấu, Sivir thay Ramos để có xạ kích. Tưởng chừng cô sẽ roll và bỏ đạo trích,
Nhưng không, Emily vẫn muốn cống hiến với 6 đạo trích, dây chuyền chuộc tội dành cho Sejuani. Giao tranh bắt đầu, Diệp Vân mang ấn đắc nhiệm kết hợp lắc kính nhắm, có được góc chơi game an toàn, nhưng sát thương đầu ra đã hoàn toàn bị V block. Trong khi đấy, Sejuani có pha bola rất tốt, choáng được góc phải. Emily lấy thịt đè người thành công với chiến thắng tận 7 chess. Mảnh trang bị cô hướng tới ở 4.4 là thanh kiếm. Về đến nhà, cô up 9, các đạo trích lúc này được thay ra dần, thay Kale bằng Ugot, thêm Fiddlestick, Echo thế vào chỗ Ezreal. Vayne cũng không còn kích được hệ gì nên nhường lại vị trí cho Leona để tăng kháng phép từ hộ công. Tao yếu nhưng anh em tao đông, nếu tính luôn hai cái cọc thì Emily đang có tổng cộng 11 slot. Sejuani một sao nằm xuống rất nhanh nhưng vẫn kịp để lại Bola, Fiddle bị focus và nhanh chóng trả bão quạ. Ugot cũng bồi vào đại hồng thủy, nhưng Diệp Vân bên kia vẫn đang được chơi game nhờ áo choàng thủy ngân ánh sáng nên không bị ăn khống chế, để Diệp Vân ra tay dứt điểm dàn chắn, từ đấy tràn vào trong và đẩy Emily xuống 26 máu. 4.6, cái hũ 1 có 10 vàng này sẽ mang lại kinh tế để Ron. Có được Aphelios thay cho Sona, Leona 2 đã xuất hiện, cho Senna thay Echo và kích 4 xạ kích. Địch cũng 4 xạ kích nhưng thua ta đến 2 cấp. Sự chênh lệch về quân số lần nữa giúp cô có lợi thế. Hai con heo cùng lúc quăng Bola khiến dàn chắn cả hai bên không nhúc nhích. Leona thái dương hạ san thẳng đầu Sejuani 2 của đối phương, rất nhanh chóng khiến nó trở thành heo quay. Team ta tiến lên và giành chiến thắng áp đảo. Giống sâu trong một kiếm, dương vũ khí thì Emily chọn mảnh găng. Bước sang giai đoạn 5 chấm, miệt mài Ron nhưng cô vẫn chưa thấy mặt mũi con Samira thứ 2 đâu, chỉ áp được Senna 2. Emily ghép kiếm từ thần vào vô cực cho Aphelios rồi dùng tháo đồ lấy lại cung xanh, hoàn thành bộ ba đồ công cho xong người chiến binh. Leona và Aphelios khiến ông kẻ đối phương thức giấc ngay những giây đầu tiên. Aphelios bắn súng hoàng ngục ra sau, cấu đi 1/4 cây máu của Samira địch. Fiddle kết hợp Sejuani và Ugot liên tục chống khống chế. Nhưng Samira địch rất choáy, bật súng liên thanh cùng lúc kết liễu Sejuani, Senna, Samira, Sivir, thậm chí là cả carry chính Aphelios. Sát thương của Emily không còn nữa, một cú quét sạch mãn nhãn đến từ vị trí bông hồng sa mạc. Có Sejuani 2 nhưng không đủ tiền mua nên cô bán Vi rồi dùng 2 Fiddle trên sân, mỗi con một bên. Đập thú tượng, rất may mắn ra được bốc bắt họ. Echo địch lướt lên khiêu khích, khiến 4 xạ kích dồn đam và bốc hơi trong chốc lát. Mất Echo, dàn chắn địch không còn trụ vững vì chỉ toàn 1 sao. Emily có chiến thắng quan trọng, giữ được lượng máu ít ỏi để có tiền đề tiếp tục cuộc chơi. Fiddle lên 2 sao, không muốn chấp một chess nên cô bán Senna, bắt về Janna và Vel'Koz. Hiệu ứng thời tiết trận này là nổi gió, sẽ bổ sung đam theo thời gian cho đồng minh. Phía bên kia, Belvet có kháng hiệu ứng nên được chơi game rất nhiều, nhưng vẫn rất mất thời gian mới hạ được Sejuani vì đồ của nữ chúa hư không tính sát thương không cao. Khi đồng minh đã nằm hết rồi thì cô vẫn đang có quay né luôn được lốc Janna. Nhưng để cơm bão quạ của Fiddle thì không. Cô bị hoảng sợ và xong người chiến binh ra tay dứt điểm với súng hoàng ngục mang 698 sát thương tay, thành công bon che vào top 4. Dùng thêm một con Ugot nữa, cô chia đều mỗi con một bên để khống chế diện rộng sẽ bao phủ toàn sân. Dây chuyền Solari nhặt ở chợ thì lắp cho Leona. Những dây cuối nhìn ra con bò nên cho nó thay Fiddle để có hộ công và nhu binh. Đối thủ lần này là nhà top 1, chess 8, có 50 vàng, cầu thủ đều rất toàn diện, có cả Nunu 2 sao. Máy ủi tiến thẳng đến chỗ Aphelios và khiến anh mất nửa cái máu. Ramos tiếp tục nhảy vào hất tung và thiêu đốt xong người chiến binh. Anh đang rất nguy kịch, chỉ còn lại một chấm máu. Vừa kịp lúc bắn được phát súng hoàng ngục đầu tiên thì bị Samira dứt điểm. Fiddle, Sejuani và hai con cua áp sát. Samira vẫn rất tự tin, bắn hạ được hai Ugot. Tuy nhiên cũng giúp Fiddle tích thêm sức mạnh hắc hóa. Người que tung bão quạ hoàng sợ và cho Samira đăng xuất. Ra Janna và Samira 2 nhưng không đủ tiền mua. Sau khi cân đo đong đếm thì cô chọn hy sinh Samira để Janna lên 2. Đảo tướng hách não ở những giây cuối nhưng cô lại tự bóp chính mình khi đưa carry vào sóng thần của Ugot và bão quạ của Fiddle. Dòng sâu gọi mưa thiên thạch đủ để đưa Afe lên bảng. Emily vỡ trận, còn lại 2 máu sửa sai. Giác cho dương vũ khí và một tháo đồ, máy chiếu là lựa chọn của cô. Tiếp tục roll được Alista 2, rất đáng tiếc cho Emily khi đã cấp 9 rồi nhưng vẫn chưa ra con Afe thứ 2 để Nico, đành lên tạm Ugot 2 và đảo đồ cho nó. Máy chiếu dùng ngay vị trí Samira để hạn chế mức độ tấn công khi cô bật chiếu cuối. Lần này Nunu tiếp tục lăn bánh về sau và bị Ugot bắn cho nổ lốp. Đại hồng thủy hất tung Samira lên một hàng và ngắt nhịp tấn công của cô. Trong lúc Ugot đi về bên kia thì Aphelios được gia tăng sát thương xạ kích và từ hiệu ứng nổi gió, đủ đam bắn hạ Samira và giành chiến thắng. Máy chiếu lần nữa được tận dụng tốt khiến Ugot địch ra chiếu sau. Cơn đại hồng thủy quấn rồng sâu và Ugot địch lên một hàng.
Diệp Vân múa một lúc, xong lại bay đến trước mặt con cua phun đồ của ta và bốc hơi ngay lập tức. Tiếp tục là món cua hoàng đế sốt bơ tỏi và rồng lộn vượt đại dương, thành công lọt vào top 2. 6.3, cô dùng thêm một con heo hai nữa, đối trọng của cô đã lên được AV2. Lần này Samira không ăn máy chiếu thì lại liên tục giành khống chế. Đầu tiên là thủy triều Ugot, tiếp đến là lốc xoáy Jana và cuối cùng là Bola Sejuni. Tới khi tỉnh lại thì cũng là lúc dàn tiền tuyến bị xuyên thủng, Samira nằm xuống chóng vánh. Aphelios được TikTok đánh cao từ cuồng đao, liên tục nã đạn để giữ lại thế trận. Nhưng một cái nghén không thể làm nên mùa xuân, anh bị Jana hất tung, bất tử kích hoạt. Sau người chiến binh tiếp đất, không có hồi phục, anh bỏ mạng và còn lại 22 máu. Emily lụm về truy phản kích để phá đi lượng giáp ảo từ độc hành của đối phương. Trong khi đấy, địch nhặt dê khổng lồ là món thứ ba cho Aphelios. Lần này đến lượt Afe bị Ugot hất tung. Cơn đại hồng thủy mang về cung, kiếm, váy và giọt nước. Cô nhanh chóng lắp thêm cho Afe dê khổng lồ, gia tăng sát thương và bonus giọt nước cho Jana để cô ra chiêu thêm lần nữa. Afe địch và Ugot team ta solo. Người nằm xuống chính là pháo đài di động. Nhưng trước đấy, Ugot vẫn đủ mana gọi sóng thêm lần nữa, khiến Afe bị hất tung, phải bật bất tử. Samira chớp thời cơ và kết liễu Afe. Samira địch thì dính thêm cú Bola nữa, bị choáng rồi Afe dứt điểm. Afe lên 2 nhờ Nico, lắp cốc người san cho Jana. Con heo không đồ bị Nunu dắt mũi chạy về sau. Bổn cũ soạn lại, một lần nữa Afe bị cuốn lên một hàng. Liên tục là khống chế đến từ Fido, Sejuani và Jana khiến team địch rơi vào thế bị động. Ugot đi lên nã đạn và dứt điểm Afe. Team Emily thì còn quá đông, trong khi bên kia còn mỗi Samira. Sẽ không có một cửa bật hay kỳ tích nào xảy ra cả khi mà Samira lại bị Sejuani làm choáng. Chiến thắng mãn nhãn thuộc về cô nàng xinh đẹp Emily Wang. Cảm ơn anh em đã xem hết video. Nếu thấy hay, đừng quên để lại một like, một share, một subscribe cũng như bấm cả nút chuông để không bỏ lỡ các video từ Cà Phê Nhân Phẩm nhé. Còn giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại anh em.